Hãng thông tấn Antara đưa tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 1, đội thợ lặn của Hải quân Indonesia đã vớt được hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay mang số hiệu SG-182 do hãng hàng không vận hành. Đội thợ lặn tìm thấy hộp đen nằm dưới mặt nước biển khoảng 23 mét. Hộp đen đã được chuyển tới bến tàu JICT tại cảng Tanjung Priok, thành phố Bắc Jakarta. Các thợ lặn thuộc nhóm chung của Hải quân Indonesia đã chuyển hộp chứa hộp đen lên tàu hải quân di chuyển tới JICT. Sau đó, hộp đen được bàn giao cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để kiểm tra. Trong những ngày tới, ủy ban này sẽ tải dữ liệu của hộp đen và sử dụng chúng làm căn cứ để xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay. Tư lệnh quân đội cùng ngày bày tỏ rất tin tưởng sớm tìm thấy hộp đen ghi âm buồng lái của máy bay gặp nạn. Ông Tijajanto đưa ra phát biểu này tại cuộc họp báo chung ngày 12 tháng 1, sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Budi Karya Sumadi xác nhận hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay đã được trục vớt. Sau khi dữ liệu từ hộp đen được khôi phục, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia cho biết họ hy vọng có thể đọc thông tin trong 3 ngày. Như đã thông tin trước đó, chiếc máy bay Boeing 737-500 mang số hiệu SG-182 của hãng hàng không chở 62 người đã lao xuống biển Java vào lúc 2 giờ 36 phút ngày 9 tháng 1. Chỉ 4 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta theo kế hoạch, máy bay này sẽ hạ cánh xuống sân bay Supadio tại thành phố Pontianak vào lúc 3 giờ 50 phút chiều cùng ngày. Vào sáng ngày 12 tháng 1, nhiều thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn, cũng như các vật dụng cá nhân, trong đó có ví đựng thẻ căn cước. Do không có manh mối về nguyên nhân dẫn đến tai nạn, các nhà điều tra hiện trông đợi vào việc trích xuất dữ liệu từ hai hộp đen để có thể xác định điều gì đã xảy ra trên chiếc máy bay xấu số. Bộ trưởng Budi Karya Sumadi cũng công bố 3 chỉ thị của Tổng thống Joko Widodo về việc xử lý vụ rơi máy bay của hãng Air. Cụ thể, ông Widodo yêu cầu các lực lượng cứu nạn tìm hộp đen, trục vớt thi thể của nạn nhân và mảnh vỡ của máy bay gặp nạn càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Tổng thống yêu cầu lập tức giải quyết chế độ bảo hiểm và bồi thường cho gia đình các nạn nhân dựa theo quy định hiện hành. Ông Widodo chỉ đạo khẩn trương tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn và coi vụ việc này là bài học để cải thiện chất lượng của ngành hàng không quốc gia. Ông Luhut Binsa Panjaitan, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia cho biết, vụ rơi máy bay nhắc nhở chính phủ nước này phải xem xét cải thiện hệ thống bảo trì máy bay trong nước. Đây là vụ tai nạn hàng không lớn thứ hai ở Indonesia kể từ sau sự kiện 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng vào năm 2018. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng Lion Air cũng rơi xuống biển Java sau khi cất cánh từ Jakarta. Chiếc máy bay của đã gần 27 tuổi, cũ hơn nhiều so với mẫu máy bay 737 Max của năm 2018, theo hãng tin Reuters.